Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì Ngọc đã quyết định là phải sử dụng bùa để mà trả thù. Khi mà gặp cô Đồng Linh thì cô còn cao tay ấn mà cô còn thâm sâu hơn nữa. Cô chỉ cho một cái cách mà nghe có vẻ rất là đơn giản nhưng mà không biết có hiệu nghiệm hay không. Bởi vì nếu mà chỉ cần làm như vậy thì hai người kia theo như tả từ đầu cho tới bây giờ thì thấy họ rất là yêu thương nhau. Chẳng lẽ chỉ là một cái việc đơn giản như vậy mà có thể khiến cho họ tự động tách ra hay sao? Thì liệu họ có thực sự tách ra hay không? Bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Cô cầm túi bùa trở về, trong lòng tính toán. Nghe nói bùa chú không phải thứ gì tốt đẹp. Lần này vập vào nó là lành hay dữ thì chưa rõ. Cô lại là người ngoại đạo, một chút kiến thức tâm linh cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy không ổn. Thời gian áp dụng túi bùa này cũng khá dài, tới 30 ngày. Ai biết được quá trình có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không. Vả lại cô Đồng Linh kia hành tung đáng ngờ, có thể còn ý đồ khác đằng sau nữa. Thôi thì lợi bất cập hại. Trên đời cô ghét nhất làm việc không rõ ràng, vẫn là không theo thì hơn. Nghỉ nửa ngày, hôm sau đi làm về, Ngọc liền chạy xe qua Thụy Khuê để trả lại túi bùa cho bà cúng. Đi đến đoạn đường xảy ra va chạm chiều qua, cô thấy có đám đông đang vây quanh một người. Nhìn kỹ thì hóa ra là gã đàn ông hôm qua tông vào xe của cô Đồng Linh. Gã lăn lộn dưới đất, có vẻ rất đau đớn. Hình như một bên tay bị thương. Đi cùng gã có hai người đàn ông nữa. Họ đang hỏi những người xung quanh xem có biết người hôm qua va chạm với gã ở đâu không. Nghe nói gã đã gỡ lá bùa đó ra. Sau khi về nhà thì bên tay kia liền mỏi rã rời. Qua một đêm, tay gã hóa thành tím ngắt. Cả cánh tay cứng đờ không thể cử động được. Đi khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Gã nghĩ chỉ có thể là do những lời người đàn bà đã va chạm với gã lúc chiều qua gây ra. Bà ta hẹn gã ở đây. Chắc chắn biết gã sẽ xảy ra chuyện nhưng lại không thấy đến. Ngọc nhìn người đang lăn lộn dưới đất. Cánh tay người đó đã tím đen. Không biết có phải đã bị phế rồi không? Cô rời khỏi đám đông, trong lòng xoay chuyển. Quả thực bà ta có khả năng đó. Chỉ với một tờ giấy mà có thể hại người khác ra nông nỗi này. Túi bùa bà ta đưa cho cô, hẳn là phải linh nghiệm không kém. Chỉ cần nghĩ tới việc lũ người khốn nạn kia bị hại thê thảm, ruột gan cô liền hưng phấn lạ thường. Cô siết chặt lấy cái túi, hạ quyết tâm theo cách này tới cùng. Tối hôm đó, Ngọc quay về căn hộ chung cư. Văn Phi có bóng gió về chuyện ly hôn, nhưng cô gạt đi. Bảo hắn giờ nhà cô đang có đại tang, đợi qua 100 ngày của bố sẽ tính tiếp. Hắn không muốn đôi co với cô nên bỏ ra khỏi nhà. Chắc chắn là đi đến chỗ người phụ nữ kia. Đợi một lát không thấy hắn quay lại, cô liền mở cửa vào phòng hắn. Muốn lấy đồ thiết thân của hắn không khó, cô tùy tiện chọn một cái áo bất kỳ là được. Tiếp theo là đồ thiết thân của người phụ nữ kia. Cô ta không để lại vật gì trong phòng hắn. Kiểu này phải nghĩ cách khác. Hôm sau Ngọc xin nghỉ làm. Cô tới trước xưởng của nhà hắn đợi. Gần trưa thì hắn bắt đầu rời đi. Cô lập tức bám theo. Tới một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, cô nhìn thấy người phụ nữ từ bên trong chạy ra. Hai người họ đưa nhau đi ăn trưa. Gần 1 giờ chiều, hắn lại đưa cô ta về spa kia. Trong quần áo đồng phục cô ta mặc, Ngọc đoán đây là nơi người phụ nữ đó làm việc. Trong lòng đã có toan tính, cô đi đến một nơi, gặp một người, nói vài câu, trao cho người đó một ít tiền, hẹn tối làm xong việc sẽ trả nốt chỗ tiền còn lại. Sắp xếp đâu vào đấy, cô đến quán cà phê đối diện spa ngồi đợi. Thẳng đến hơn 6 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, cô mới thấy người phụ nữ kia rời khỏi nơi làm việc. Cô ta đi trên một chiếc Vespa màu đỏ, Ngọc cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia nhận điện. Người đó đã ở ngã tư phía trước đợi. Cô lập tức lên xe đi vòng sang đường khác. Người phụ nữ vừa đi qua ngã tư, bỗng từ phía sau có một chiếc xe máy phóng tới. Trên xe có hai người bịt khẩu trang. Người ngồi sau giật lấy cái túi xách mà cô ta đang đeo, còn dùng kéo cắt quai của túi. Người phụ nữ kia bị hành động đó làm cho giật mình. Cô ta loạn choạng tay lái rồi ngã ra đường. Vừa kịp hô cứu thì hai kẻ đó đã lao vút đi. Biển số xe cũng đã che kín. Đến khúc ngoành tiếp theo thì chúng rẽ ngang rồi đi mất hút. Xe máy của hai tên cướp vòng vào một con ngõ. Bên trong là Ngọc đã đợi sẵn. Cô đưa nốt chỗ tiền lúc trước thỏa thuận cho chúng. Hai kẻ đó nhanh chóng rời đi.
Lúc mở túi xách, thấy những đồ có giá trị bên trong đều đã bị lấy mất. Cô cũng không bất ngờ. Cơ bản là những cái đó cô không cần. Thứ cô cần là cái túi xách mà người phụ nữ kia luôn đem theo bên mình. Có vật này rồi, kế hoạch của cô mới chính thức bắt đầu. Tối hôm đó, chồng cô có lẽ đang ở bên an ủi người phụ nữ kia. Cô ngồi trong phòng mình, ném hai món đồ vào trong chậu, đổ nước ngập hai thứ đó. Sau mới lấy túi bùa ra, trong đầu nhớ lại cảnh gã đàn ông với cánh tay bị tím đen đau đớn. Cô nghiến răng thầm rủa một tiếng, cuối cùng thả túi bùa vào trong nước. Ngoài tưởng tượng của cô, vài giây sau từ cái túi thôi ra một màu đỏ thẫm. Rất nhanh cả chậu nước đều bị nhuộm đỏ, nước còn sánh lại nhìn như một chậu đầy máu, đỏ đến chói mắt. Cô nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ phải cho tay vào đó mà tự nhiên cô ấn lạnh. Nhưng kỳ quái là càng nhìn cô lại càng muốn khuấy thử nó, giống như bị màu đỏ ấy hút hồn, không cách nào cưỡng lại được. Vừa cho tay vào nước, cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay tới mu bàn tay. Sau một lát vẫn không thấy có gì đặc biệt, cô liền yên tâm. Ngâm thêm vài phút, cô bắt đầu ngáp ngủ. Bình thường giờ này cô chưa buồn ngủ, có lẽ do mấy ngày nay mệt mỏi nên muốn ngủ sớm hơn. Cô liền rút tay ra khỏi chậu, vẫy cho ráo nước rồi lau qua khăn một chút. Đến lúc đó mới để ý là nước này có một mùi rất lạ, cô chưa từng ngửi qua. Không thơm nhưng rất dễ chịu. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Chuẩn bị nốt những bước còn lại xong, vừa đặt mình xuống giường, cô liền chìm ngay vào giấc ngủ. Người phụ nữ của Văn Phi tên là Lý Thị Hoa. Cô ta lúc sẩm tối bị kẻ gian cướp mất túi xách. Trong cơn hoảng loạn không làm chủ được tay lái, Thị Hoa lao vào xe bên cạnh. Kết quả chân bị thương nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. Nghe nói lúc ngã còn đập đầu xuống đường nên hôn mê bất tỉnh. Trên người lại không có giấy tờ, thành ra phải đợi tới tối hôm đó cô ta tỉnh dậy gọi cho Văn Phi. Bấy giờ hắn mới biết tin. Vừa thấy hắn đến, Thị Hoa đã khóc ầm lên. Trách hắn lúc đó không tới đón nên mới để xảy ra cơ sự này. Văn Phi nhìn khuôn mặt sưng vù của Thị Hoa, chật lưỡi nói. Đèn thôi, đỏ quên đi. Em như vậy thì tới đây không cần đi làm, cứ ở nhà anh nuôi là được, yên tâm. Lại nói vết thương ở chân Thị Hoa khá nghiêm trọng, là bị móc vào giá để hàng của xe máy. Tuy không dài nhưng rất sâu, bác sĩ phải khâu 13 mũi, còn dặn cô ta tuyệt đối không được đi lại trong một tuần tới. Điều này cô ta cũng tự biết. Cái chân đó chỉ cần nghĩ đến đã nhức tới óc rồi, đừng nói là đụng vào. Thị Hoa vì thế giận cá chém thớt, cứ nhè mặt Văn Phi mà xả, nói tới sùi cả bọt mép. Hắn ban đầu còn dỗ dành ngọt nhạt, về sau thì chỉ im lặng. Cô ta đang đau đến phát điên, hắn biết nên mặc kệ, chính là cứ để cô ta nói tới chán thì thôi. Thẳng đến khuya, Thị Hoa truyền hết một chai nước biển, y tá đưa cô ta ít thuốc, hẹn hai ngày sau đến khám lại rồi cho về. Vừa ra khỏi phòng, đồng hồ liền điểm 12 giờ. Trong viện vắng lặng như tờ, dãy hành lang sáng trắng im phăng phắc. Nếu để ý chỉ nghe thấy tiếng bước chân đơn độc chậm rãi vang lên. Văn Phi đẩy xe lăn về phía cầu thang máy. Nãy giờ không thấy Thị Hoa nói gì. Hắn dừng bước cúi xuống hỏi. Em sao vậy? Anh có nghe thấy tiếng gì lạ không? Mặt Thị Hoa lộ vẻ hoang mang. Vừa rồi ở trong phòng cô ta vẫn thấy bình thường, nhưng sau khi ra khỏi cửa liền có cảm giác bất an khó tả. Không biết có phải do ánh sáng ở đây làm cho lóa mắt hay không, mà sau mỗi lần chớp mắt cô ta đều thấy hiện ra một cái bóng bất đồng, hoặc đang đứng hoặc đang nhòi người trên sàn nhà, nhưng tổng thể chỉ như một đường viền vừa thấy đã biến mất. Cô ta cho rằng mình bị mất máu nên thị giác có đôi chút ảnh hưởng. Và dù đã cố trấn an bản thân, song cảm giác bồn chồn ấy vẫn không qua đi. Thậm chí nó còn tăng lên sau khi cô ta vô tình nghe được một tiếng động lạ. Ngay lập tức, Thị Hoa bị thứ âm thanh đó thu hút. Rõ ràng là ngoài hai người ra, cô ta không thấy có ai đi lại trên hành lang. Nhưng thứ âm thanh lọt vào tai lại cho thấy nó đang tiến đến rất gần. Từng hồi ngắt quãng, nghe vừa có cảm giác nặng nề lại vừa ướt át, giống như ta kéo lê một vật đang không ngừng chảy nước trên nền bê tông. Đó là tiếng sàn sạc bị bóp méo, đều đặn không dừng lại, đều đặn lê đi. Thị Hoa tim đập thình thịch, cô ta còn đang mơ hồ không rõ mình nghe thấy gì, nhưng linh cảm đã trỗi dậy mạnh mẽ. Đột nhiên cô ta ngửi thấy có mùi tanh trong không khí.
Đang hoang mang thì Văn Phi dừng bước. Nghe cô ta nói đến tiếng động lạ, hắn ngó quanh giây lát, lắc đầu đáp: "Không, có tiếng gì lạ đâu." Thị Hoa cũng nín thở nghe ngóng. Đúng là im ắng thật, giống như hết thảy đều biến mất sau khi hai người dừng lại. Nhưng vậy vẫn không khiến cô ta thoải mái hơn. Lẽ nào lời đồn bệnh viện thường xuất hiện ma lúc nửa đêm là có thật? Cô ta từng nghe người khác kể, vì có nhiều người chết oan nên ma trong bệnh viện là loại ghê rợn nhất. Nó kéo theo một cái bao dứa lớn, bên trong nhồi đầy xác người, đêm đêm đi quanh hành lang với vệt máu tươi đẫm nền đất. Đáng sợ hơn cả là bất cứ ai bắt gặp nó đều sẽ chết không toàn thây, trở thành một phần trong đống xương thịt bầy nhầy mà nó kéo theo. Không biết chừng âm thanh kia chính là của con ma đó. Thị Hoa thầm sợ hãi, hít thở cũng trở nên dồn dập. Tâm trạng khó nói càng khiến cho sắc mặt của cô ta thêm kỳ dị. Văn Phi nhìn không ra cô ta bị gì, chưa kịp hỏi cô ta đã gắt: "Anh còn đứng ngây ra làm gì, về nhanh đi." Văn Phi rảo bước để xe lăn về phía cầu thang máy. Hắn vừa đi, Thị Hoa liền nghe thấy tiếng sền sệt truyền đến. Hắn đi càng nhanh thì âm thanh đó càng gần, giống như đuổi theo sau lưng hai người vậy. Không những thế, trong mắt cô ta cùng lúc lại hiện ra tới 4-5 cái bóng, vẫn mờ mờ ảo ảo như cũ. Nhưng tư thế đồng nhất đều đang nhào tới chỗ cô ta mà vồ lấy. Sợ tới độ cô ta không dám chớp mắt, thẳng một đường trợn muốn lòi cả con ngươi khỏi tròng. Rất nhanh đã tới cầu thang máy. Văn Phi bấm nút, cầu thang bắt đầu đi từ tầng 1 lên. Không đúng, hai người đã dừng lại mà sao tiếng sền sệt kia vẫn đuổi theo không dứt. Thị Hoa nghe mà toàn thân bủng rủng. Cô ta cắn môi nhìn số tầng từ từ thay đổi. Trong đời chưa bao giờ biết chờ đợi lại có lúc đáng sợ như vậy. Cửa thang máy vừa hé ra, Thị Hoa đã vùng dậy lao vào trong, đột ngột đến mức Văn Phi cũng bị giật mình. Hắn còn chưa kịp đỡ liền thấy cô ta ngã đánh huỵch một cái xuống sàn. Thị Hoa cố sức ngồi dậy, lúc quay lại nhìn, đập vào mắt cô ta là một vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên sàn nhà. Tới bánh xe lăn thì động thành vũng lớn, nhưng không hề thấy con ma nào ở đó. Ngay lập tức cô ta gào lên: "Đóng cửa thang máy lại!" Văn Phi không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hắn còn định để xe lăn vào nhưng bị Thị Hoa giữ lại. Cô ta đã sợ tới lắp bắp không thành lời, mặt trắng bợt như vôi. Hắn đành đóng cửa thang máy, dùng lời lẽ ôn hòa xoa dịu cô ta. Nhưng Thị Hoa đã sớm không nghe thấy hắn nói gì. Cô ta vẫn luôn tìm kiếm nó. Và chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi trước khi cửa thang máy đóng lại, cô ta liền thấy được. Mặt trong thang máy đối diện với cửa có phủ một lớp kính mờ. Thị Hoa vô tình nhìn lên mặt kính mờ đó, thấy ngoài cô ta và Văn Phi còn có một bóng trắng nữa. Hình ảnh phản chiếu nhẹ nhuệt. Chỉ biết khi cửa đóng lại thì bóng trắng kia đang vươn tay vào trong thang máy. Bàn tay đó vừa cầm bao dứa lên, năm ngón đều đỏ đồng đọc những máu. Cách một tiếng rất khẽ, Thị Hoa kinh hoàng nhìn lại cánh cửa đã khép chặt. Đầu cô ta như muốn nổ tung. Ở một bên cánh cửa vậy mà vẫn kịp in lại 4 ngón tay máu. Thị Hoa sợ tới rụng rời tay chân. Cùng lúc Văn Phi bên cạnh lay lay vai cô ta, khiến cô ta lập tức òa lên thảm thiết: "Ma, có ma, nó đi theo em. Anh nhìn đi, nhìn kia kìa." "Em bị gì vậy?" "Thôi đừng sợ, anh biết rồi. Ma quỷ đâu ra, nào nào." Văn Phi vừa trấn an cô ta, vừa áp chế cơn bấn loạn mà cô ta tạo ra. Thị Hoa giãy dụa tới lúc cửa thang máy mở ra. Nghe tinh một tiếng khiến cô ta giật bắn người. Ngay lập tức hắn đưa cô ta rời khỏi bệnh viện. Cho tới khi vào xe, Thị Hoa vẫn chưa thôi lải nhải những điều hoang đường. Cô ta luôn mồm nói tới ma quỷ với vẻ mặt hoảng sợ, gần như ép buộc Văn Phi phải tin vào những gì cô ta nói, trong khi hắn hoàn toàn không nhìn thấy những thứ đó. Hắn có thể thuận theo cô ta mọi việc, nhưng riêng chuyện điên rồ này thì không. Văn Phi kiên nhẫn trấn an tinh thần cô ta, vừa là để khiến Thị Hoa bình tĩnh lại, vừa là để bản thân hắn không bị những lời đó làm cho dao động. Hắn cho rằng một phần do không khí lạnh lẽo trong bệnh viện đã làm cô ta liên tưởng linh tinh, và phần khác là do cơn đau từ vết thương ở chân gây ra. Quá đau cũng có thể sinh hoang tưởng được. Về tới chung cư nơi Thị Hoa sống, cô ta vốn dĩ có một người con trai 3 tuổi với chồng, nhưng đứa trẻ đã được đón sang nhà ông bà nội chơi. Văn Phi gửi xe xong thì đưa cô ta lên phòng.
quả nhiên rời khỏi bệnh viện liền dễ thở hơn hẳn. Cảm giác hồi hộp cũng không còn. Thị Hoa ngẫm lại thì những cảnh tượng đáng sợ lúc đó đều giống như trong tưởng tượng của cô ta. Tức là từ khi cô ta nghe thấy tiếng động khả nghi, tự nhiên trong đầu hiện ra hàng đống những thứ ma quỷ. Cô ta là nhặt từ trong đó ra một câu chuyện. Tiếp theo diễn biến xảy ra đúng như suy nghĩ của cô ta. Thị Hoa ngờ ngợ hết thảy đều là tự mình dọa mình. Thoạt nghĩ đến là vết thương trên đầu lại đâu. Cả người bứt dứt, cô ta lại làu bầu trách Văn Phi. Lúc này mà còn tâm tư mà ăn với uống, mà đi cũng rõ lâu nữa. Vừa nhắc tới hắn, bên ngoài phòng khách liền có tiếng động. Thị Hoa đoán là hắn đã về, không nhịn được cô ta gọi vọng ra. Đi gì mà lâu thế? Không có tiếng trả lời. Thị Hoa nhoài người nhòm qua khe cửa khép hờ. Cảm giác được bước chân ai đó đang đi lại bên ngoài. Cô ta toan gọi thêm tiếng nữa. Nhưng vừa há miệng, cửa phòng lại từ từ mở ra. Nó mở một cách chậm rãi, giống như có ai đẩy từ bên ngoài. Xong đột ngột dừng lại. Nhưng đâu có ai ở đó. Thị Hoa nghẹn họng trân trối. Khoảng trống trước mặt bỗng nhiên trở nên đáng ngờ. Cô ta cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của ai đó trong phòng mình. Tất cả các giác quan đồng loạt căng thẳng. Thị Hoa lạnh cả người. Cô ta rùng mình đưa mắt nhìn khắp phòng. Toàn thân co thành một đống rút về đầu giường. Cái chân đau khiến cô ta nhận ra mình không thể bỏ chạy. Cũng không còn chỗ nào để trốn. Chỉ đành bất lực chịu đựng nỗi sợ hãi vô hình kia. Nó là cái gì? Có phải như trong những câu chuyện mà Thị Hoa vẫn đọc? Nó là oan hồn một người bị giết. Máu me đỏ lòm từ trên xuống dưới. Thậm chí không có đầu. Hoặc toàn thân nát bấy. Tới đây để đòi mạng. Nghĩ mà Thị Hoa tim đập thình thịch. Nếu đột ngột hiện ra một thứ hình hài ghê rợn như vậy trước mặt, e rằng tim cô ta sẽ vỡ ra mất. Và nếu Văn Phi không về đúng lúc đó, chắc Thị Hoa sẽ cứ để cho những suy nghĩ chìm trong ma mị đến mụ người. Hắn vừa mở cửa đi vào, từ trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tưởng cô ta làm sao, hắn mới vội vã chạy vào. Chỉ thấy Thị Hoa trùm chăn quá đầu, người quắp vào như con tôm, vừa gào vừa khóc, không nghe ra cái gì. Văn Phi hỏi han Thị Hoa, cô ta bám riết lấy hắn, nói trong phòng có ma. Hắn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô ta, thần kinh không chút sức mẻ, chắc đây là đang muốn làm nũng hắn. Văn Phi dỗ dành Thị Hoa ăn một chút rồi ngủ để lấy sức. Có hắn ở đây thì không phải sợ bố con thằng nào hết. Nói mãi Thị Hoa mới xuôi theo, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác. Suốt đêm cô ta ngủ trong nơm nớp lo sợ, mê màng tới sáng không trọn giấc. Cứ nhắm mắt là cảm giác ai đó đi lại trong phòng liền hiện ra. Thành thử có muốn cũng không thể ngủ thêm được. Sáng ra Văn Phi phải trở về xưởng làm việc. Hơn nữa chuyện Thị Hoa bị ngã xe đã truyền tới tai nhà chồng. Mẹ chồng liền sang nhà chăm nom cô ta, tiện đem theo đứa nhỏ về. Văn Phi vì thế không thể thường xuyên qua thăm được nữa. Lại nói, ban ngày Thị Hoa hoàn toàn bình thường, mọi sinh hoạt diễn ra thuận lợi. Nhưng hễ đêm xuống cô ta lại bị hành hạ bởi hàng loạt chuyện kỳ lạ trong nhà. Những tiếng bước chân quanh quẩn khắp phòng, chỉ cần áp tai xuống gối, Thị Hoa liền nghe thấy rõ mồn một. Mấy lần cô ta hỏi mẹ chồng nằm cạnh có nghe thấy không, bà ấy đều nói là không. Nhưng sao cô ta lại nghe thấy? Gần như Thị Hoa phải mở mắt cả đêm. Thậm chí không chỉ bước chân, cô ta còn nghe được cả tiếng đồ đạc xê dịch và cửa phòng đong đưa. Tất cả không chỉ dừng ở cảm giác nữa. Ngày hôm sau là tới cái hẹn tái khám. Thị Hoa yêu cầu bác sĩ khám lại thần kinh cho mình. Cô ta nghĩ mình bị hoang tưởng do lúc ngã xe đập đầu xuống đường. Bác sĩ xem xét trường hợp của Thị Hoa. Quả thực không có dấu hiệu não bộ bị tổn thương. Cô ta chỉ là suy nhược thần kinh do lo lắng quá độ. Họ kê cho cô ta mấy liều thuốc an thần. Ngoài ra vết thương ở chân không có gì đáng ngại nữa. Tiếp tục nghỉ ngơi từ giờ tới lúc tháo chỉ là được. Mấy lời của bác sĩ khiến Thị Hoa phần nào an tâm. Tối hôm đó theo lời dặn của bác sĩ, trước khi đi ngủ uống một liều an thần. Chỉ vài phút cảm giác buồn ngủ đã kéo tới. Cô ta yên tâm nhắm mắt lại. Thời gian đầu thuốc tác dụng rất tốt. Cảm giác người nhẹ nhõm thoải mái. Cũng không bị tiếng động lạ bên ngoài quấy rầy. Thị Hoa thiêu thiêu ngủ. Nhưng không lâu sau cô ta phải giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh toát sống lưng. So với những đêm trước thì lần này có vẻ không giống.
nó đã không còn là cảm giác. Trong bóng tối lờ mờ, Thị Hoa lật chiếc chăn đắp ngang người ra. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, mắt nhìn xoáy vào vết thương trên cẳng chân. Một sự rùng rợn tới ghê người hiện ra trước mắt. Thị Hoa cắn chặt môi không dám rít lên. Nơi vết thương bây giờ đã nhung nhúc những giọt, chúng ngòi ra từ miệng vết thương. Dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy màu trắng lẫn với màu đỏ. Con nào cũng dài tới cả đốt ngón tay, ngúc ngoắc muốn chui ra. Bà mẹ chồng vốn đang ngủ, tự nhiên thấy giường rung rung, bà ta hé mắt nhìn sang. Chỉ thấy một đống lù lù bên cạnh. Định thần ra là con dâu, không hiểu sao nửa đêm ngồi dậy. Bà ta xoa xoa mặt hỏi: "Con không ngủ được à?" Không nghe thấy tiếng con dâu đáp, mẹ chồng mới nhõm dậy. Bà ta với tay bật cái đèn bàn lên, mắt nhắm mắt mở nhìn xem con dâu ngồi làm gì mà cứ giật đùng đùng như trúng kinh phong. Lúc đối mặt với Thị Hoa, bà mẹ chồng bị dọa cho kinh hoàng một phen. Cô ta đầu tóc xổ tung, mắt trợn trừng trừng, đang nghiến răng dứt mấy sợi chỉ khâu ở chân ra. Vết khâu bị cào tới nham nhở. Trong tay Thị Hoa còn cầm một đoạn chỉ đã liền thịt, máu me thấm loang lỗ khắp chăn đệm, nguyên một bên cẳng chân đỏ chét những máu. Cô ta còn không ngừng tay, tiếp tục hăng hái cấu vào vết thương, giống như không biết đau mà tự xé thịt mình ra. Vừa rên hừ hừ vừa lẩm nhẩm: "Đừng bám vào chân tao, đừng bám vào chân tao." Chứng kiến cảnh tượng đó, bà mẹ chồng sợ hãi rú lên. Bà ta vội vã bế lấy đứa cháu đang ngủ chạy ra phòng khách, đóng chặt cửa phòng ngủ lại, tiếp theo lấy điện thoại gọi về nhà, nói rằng Thị Hoa điên rồi, nếu không nhanh đến cứu, cô ta sẽ giết cả hai bà cháu. Rất nhanh sau đó người nhà bên ấy liền tới. Khi họ mở cửa phòng ngủ ra, nhờ ánh sáng từ cái đèn bàn mà ai nấy đều thấy được toàn cảnh bên trong. Thị Hoa vẫn ngồi nguyên trên giường, cả người dính máu, vết thương ở chân rách tướp rất đáng sợ. Lúc bị bắt đem đi viện, cô ta không hề chống đối, mắt vẫn không rời vết thương, thều thào nói: "Giỏi, giỏi chui ra nữa kìa, đừng để nó bám vào chân tôi." Bác sĩ phải tiêm cho cô ta một mũi gây mê rồi mới có thể tiến hành xử lý vết thương. Trông nó giờ giống như bị cá rỉa, không cách nào khâu lại được. Người ta đành cắt bỏ phần thịt bị tổn thương và nuôi cấy phần da thịt mới đắp vào. Còn đối với hành động của Thị Hoa, cô ta là bị ám ảnh bởi vết thương lở loét và sinh dòi. Bác sĩ cho rằng đây có thể là giai đoạn đầu của bệnh rối loạn thần kinh. Cái này cần phải theo dõi thêm. Vì thế Thị Hoa sẽ phải ở lại bệnh viện để điều trị trong những ngày tới. Người nhà cô ta cũng được gọi đến. Sau sự việc vừa rồi, bà mẹ chồng nhất định không chịu ở lại. Bà ta ôm cháu trai về thẳng nhà bên kia. Còn nói cô ta mà bị điên thì không phải là con dâu nhà này nữa. Qua một đêm ồn ào, sáng hôm sau tỉnh dậy, Thị Hoa bình tĩnh trở lại. Cô ta nói mình không điên, chính mắt cô ta nhìn thấy có giòi ngòi ra từ vết thương. Đến giờ chân vẫn còn thấy nhột nhột, không thể nào là tưởng tượng được. Vài người động viên cô ta cứ yên tâm ở lại bệnh viện để bác sĩ điều trị, trong đó có Văn Phi. Sau khi nghe tin hắn liền tới viện, với danh nghĩa là bạn chồng cô ta. Hơn ai hết, hắn là người quan tâm tới bệnh tình cô ta nhiều nhất. Ngoại trừ chuyện đó ra, Thị Hoa vẫn hoàn toàn bình thường. Quả thực cô ta cũng không biết mình bị làm sao. Ban ngày tỉnh táo, nhưng cứ đến đêm là trong lòng lại sợ hãi bồn chồn, giống như bị ai đó chi phối, không cách nào xua đi được. Những đêm trong viện, khi mà tất cả các giường bệnh khác đều đã yên giấc, Thị Hoa lại mơ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Vừa là tiếng thì thào, lại vừa là tiếng kim loại va nhau, còn phát ra rất gần, giống như ở ngay đầu giường cô ta. Nhưng vì tác dụng thuốc an thần liều cao nên cô ta không tài nào tỉnh dậy được, cứ ngủ chập chờn như vậy tới sáng, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Được cái từ lúc vào viện, cô ta không hề phát sinh chuyện gì tổn hại đến thân thể. Vết thương được chăm sóc tốt nên hồi phục rất nhanh. Tới ngày thứ 5, cô ta liền được cho xuất viện về nhà. Đã lâu không được ở riêng với Văn Phi. Vài ngày sau, Thị Hoa liền lấy cớ bệnh tình thuyên giảm để đuổi người nhà về. Cô ta nói mình có thể tự chăm sóc bản thân, cũng muốn ở một mình cho thoải mái. Người thân vừa đi thì Văn Phi tới. Thị Hoa lập tức đòi hắn đưa ra ngoài chơi. Cô ta chính là vì ở nhà nhiều quá nên mới phát điên như vậy. Hai người lập tức quấn lấy nhau. Văn Phi những ngày này cũng bận bịu chuyện công việc.
Nhiều lúc hắn muốn tìm cô ta để giải quyết nhu cầu, nhưng lại không thể tới nhà. Bây giờ mới được thỏa mãn. Thị Hoa được hắn đưa đi ăn chơi tới khuya. Chán chê rồi, cô ta nhất định không chịu về nhà. Cuối cùng hai người quay xe vào một khách sạn để qua đêm. Đang vui vẻ trên xe, theo phản xạ, Thị Hoa tự nhiên đưa mắt qua gương hậu trong xe. Vốn không có chủ đích nên cô ta lướt qua rất nhanh. Nhưng ngay lập tức cô ta phải nhìn lại. Lòng bỗng chốc lạnh băng. Ghế sau có người. Thị Hoa mặt biến sắc, vội vã giật áo Văn Phi, gào lên. Dừng xe! Văn Phi đạp mạnh chân phanh. Cả hắn và Thị Hoa đồng loạt cắm đầu về phía trước, giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Hắn gắt ầm lên. Em bị sao vậy? Đang yên đang lành, hét cái gì? Làm anh giật cái mình. Nhưng Thị Hoa không phản ứng với mấy lời đó. Cô ta đang mãi ngoái nhìn xuống ghế sau, ánh mắt còn lén lút như quả nhòm chuồng lợn. Chắc chắn lúc đó Thị Hoa đã thấy hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi của ai đó ngồi sau. Thậm chí cô ta còn thấy nó động đậy nhẹ nhẹ, hoặc là chân người đó run run. Nhưng tại sao vừa quay lại đã không thấy đâu nữa? Giây tiếp theo, Thị Hoa rít lên một tiếng, mở tung cửa xe lao ra ngoài. Văn Phi kinh ngạc nhìn cô ta tự hỏi, lẽ nào lại phát điên rồi? Mà, có mà! Thị Hoa loạng choạng lùi xa khỏi xe, tay cô ta chỉ vào ghế sau. Mặc cho Văn Phi khuyên can, cô ta giãy khỏi tay hắn, nói, tôi không bị điên, anh không thấy sao? Xe anh có mà, tôi không muốn đi với anh nữa, tôi phải về nhà. Nói rồi Thị Hoa tập tễnh vừa bỏ chạy vừa vẫy taxi. Bất kể Văn Phi níu kéo thế nào, giống như ma đuổi, cô ta sau đó lên taxi chạy đi mất hút. Hôm nay hắn cũng về nhà. Ngọc bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa giằng dỗi của Văn Phi. Cô mở choàng mắt thảng thốt nhìn, định thần giây lát, cô mới từ từ thở ra. Cơ thể bấy giờ liền thả lỏng. Đã là 10 ngày kể từ khi Ngọc áp dụng bùa chú của cô Đồng Linh. Quá trình thực sự khiến cô khó chịu, đúng hơn là sợ hãi. Không giống như tưởng tượng, cứ mỗi đêm cô nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể liền nhẹ bẫng. Tiếp theo, cô đột nhiên bị kéo tới một nơi xa lạ, những nơi cô chưa bao giờ đến. Kỳ quái hơn cả là trong mơ cô luôn thấy Văn Phi và người phụ nữ kia. Những lúc như thế cô đều muốn tỉnh dậy, nhưng càng cố chạy trốn khỏi cơn ác mộng, hoặc nguyền rủa, thậm chí là muốn giết hai người đó, thì mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Có chăng chỉ thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Đêm nào cũng vật lộn với giấc mơ của bản thân, tới sáng thì người cũng mỏi rã rời. Cô luôn thức dậy trong trạng thái căng cứng toàn thân, tới hít thở cũng không dễ dàng. Lúc nào cũng như đang gồng mình chống lại cơn ác mộng vậy. Vừa rồi khi giật mình tỉnh dậy, cô còn tưởng như hồn lìa khỏi xác. Từ đầu đến chân lạnh ngắt, mồ hôi tay ướt đẫm, tim đập dồn dập, sợ tới không dám ngủ tiếp. Càng nghĩ càng bất an. Người phụ nữ kia thì cô không biết, nhưng Văn Phi thì rõ ràng vẫn bình thường, không thể kéo dài tình trạng này được. Ngọc quyết định sẽ tới tìm cô Đồng Linh để hỏi cho ra nhẹ. Trời vừa sáng cô liền rời khỏi nhà. Đường vắng nên xe chạy vù vù, vội vã như vậy vì Ngọc lo cô Đồng Linh sẽ ra khỏi nhà từ sớm. Sức nhanh đã đến nơi, cô mạnh dạn bước vào tòa nhà tập thể, băng qua dãy hành lang tối tăm, tới trước cửa căn hộ cuối cùng, toàn gõ cửa. Bỗng nhiên từ phía sau có hơi lạnh thổi vào gáy khiến cô rùng mình. Ngọc bất giác quay lại, đập vào mắt cô là một người ló ra sau cánh cửa phòng bên cạnh. Không biết đã ở đó bao lâu, thấy cô nhìn thì rụt vào sau cánh cửa. Ngọc hơi rung tay, gõ liền một lúc ba cái lên cửa, trong lòng cuống quýt, chân đã dợm bỏ chạy. Ấy vậy mà cửa không có động tĩnh gì. Cô đứng chờ giây lát, lại gõ thêm mấy tiếng. Người đứng sau cửa vẫn giữ nguyên tư thế. Cô nhìn cái đôi mắt hau háu đang dán vào mình, cả người liền không được tự nhiên, trống ngực dội lên thình lình. Không đợi được, Ngọc liền gọi, cô Đồng Linh, bà có nhà không? Bên trong vẫn im phăng phắc, nhưng phía sau cô liền có tiếng người đáp, giọng lanh lảnh như chim hót. Trong đó làm gì có ai mà gọi? Ngọc chột dạ. Cô nhìn người vừa nói, khuôn mặt khuất sáng không trông rõ diện mạo, chỉ duy có hai con mắt bỗng sáng quắc lên. Linh cảm bất an khiến cô phải lùi lại, tay đập vào cánh cửa rình rình, mắt không dám rời người kia một khắc. Người kia gần như không nhúc nhích,
chỉ duy nhất khuôn mặt lại ló ra khỏi cửa, tiếp tục nói: chỉ có mỗi con mèo đen sống trong đó thôi. Âm tiết cuối cùng liền bị ngưng ra, chất giọng lành lạnh, đồng thời hai con mắt sáng quắc đang từ nằm ngang liền xoay 90 độ ra nằm dọc, rồi lại tiếp tục xoay 90 độ nữa quay về nằm ngang, tới khi thành một vòng tròn mới thôi. Nhìn mà cô rợn tóc gáy, đầu người có thể làm được vậy sao? Chưa kể nãy giờ Ngọc đã đập cửa ầm ầm, mà trước sau vẫn không có động tĩnh gì, trừ khi bên trong thực sự không có người. Nghĩ tới đó cô lập tức ôm đầu bỏ chạy. Nơi chết tiệt này không phải dành cho người, toàn những thứ ma quái. Sợ người kia đuổi theo, chạy vài bước cô lại ngoái lại nhìn. Trong dãy hành lang tối tăm vẫn có một cặp mắt đang dõi theo. Đột nhiên xung quanh lóe lên rất nhiều đốm sáng khác, vị trí bất đồng, rải khắp từ trên trần tới sàn nhà. Ngọc chạy thục mạng, ra tới ngoài rồi mà chân vẫn còn run. Cô đứng thở mấy hơi, bất giác nhìn lại cả tòa nhà tập thể. Trong đầu liên tưởng ra một cái chuồng chim, nhưng kích cỡ này thì giống chuồng người hơn. Tối hôm đó, Ngọc vì sợ hãi mà không dám động vào cái chậu kia nữa. Cô để nguyên nó trong gầm giường, nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ gần đây, cùng với những lời người ở khu tập thể kia nói. Cô liền nảy sinh nghi ngờ với thân thế của cô Đồng Linh. Bà ta đã nói sau 30 ngày dùng bùa thì quay lại gặp. Vậy có nghĩa trong quá trình sử dụng cô sẽ không cách nào gặp được bà ta. Kể cả có tìm tới tận nhà cũng vô ích. Thực ra cô chưa từng dùng bùa nên không biết nó lại có hiệu lực như vậy. Bà ta còn dặn đi dặn lại là phải cân nhắc trước khi sử dụng. Quan trọng nhất là tâm không được dao động. Nhưng hiện tại cô đang bị bao nhiêu suy nghĩ hoang mang bủa vây. Nào là cô Đồng Linh đã đi đâu? Tại sao người kia lại nói trong căn hộ chỉ có mỗi con mèo? Kể cả đó là người hay ma cũng chưa rõ. So sánh thiệt hơn thì vẫn nên dừng lại. Vừa hạ quyết tâm, đột nhiên cô cảm giác trong người khác lạ. Liếc mắt liền thấy từ dưới gầm giường bỗng tràn ra thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh như máu. Là chậu thủng ư? Ngọc trong lòng giật thót, vội cúi xuống lấy cái chậu ra. Cô nhìn khắp cũng không thấy lỗ hẻ nào, mà thứ dung dịch tràn ra nhà cũng đã biến mất. Tim cô thắt lại. Thôi xong, cô đã trúng chiêu. Thứ chất lỏng này không chỉ có một sức hút khủng khiếp, từ khi nào nó đọc được cả suy nghĩ của cô. Vừa rồi đưa ra quyết định giống như máu trong người cô sôi lên. Chính nó đã gây ra ảo giác, là cơ thể đang bán đứng cô, hoặc nó đã trở thành một phần của con người cô, nhưng là phần cô không thể khống chế được. Vì chỉ cần vừa nhìn thấy, cô liền nảy sinh ham muốn được chạm vào thứ chất lỏng tựa máu đó, để nó tràn qua kẽ tay, ngập ngụa khắp bàn tay. Một cảm giác thực sự gây nghiện. Bây giờ cô mới nhận ra như thế nào là không thể quay đầu. Một khi đã nhúng tay vào thì không thể rút ra được nữa. Nói đến Văn Phi, có thật là hắn không chịu ảnh hưởng của bùa người. Thực tế là sau ngày Thị Hoa bị tai nạn, vận đen của hắn cũng bắt đầu từ đây. Khác với người phụ nữ kia, hắn không phải kẻ mê tín, càng không biết sợ ma quỷ là gì. Nhưng chạy đâu cho hết nắng. Trước tiên phải kể đến công việc làm ăn. Văn Phi vừa mới chính thức tiếp quản xưởng kinh doanh của gia đình. Cụ thể xưởng nhà hắn chuyên sản xuất gốm sứ. Cũng đã có thương hiệu. Để đảm bảo, bố hắn mới giao những đơn hàng của khách quen cho hắn xử lý. Chuyện là trước kỳ hạn giao hàng, hắn là người giám sát và kiểm tra cuối cùng cả lô sản phẩm. Bình thường việc này bố hắn sẽ giao cho chuyên gia trong xưởng. Nhưng đây là đơn hàng đầu tiên nên hắn muốn tự mình thẩm định. Cũng là để thể hiện trình độ am hiểu gốm sứ của bản thân. Mọi thứ đều ổn thỏa. Văn Phi yên tâm xuất hàng cho khách. Giá trị lô hàng lần này lên tới hàng trăm triệu. Nếu thành công thì cũng xem như một đòn phủ đầu ngoạn mục. Nhưng chỉ sau 2 giờ đồng hồ xuất đi, hàng liền trở về kho, kèm theo một cuộc điện khẩn. Bố hắn nhận điện từ đối tác, sóng gió lập tức nổi lên. Hơn một nửa số sản phẩm trong lô hàng bị lỗi, mà còn là những lỗi cơ bản. Màu pha không đúng yêu cầu, sai kích cỡ, sai tỷ lệ. Sau một hồi phân trần, bố hắn muốn chuộc lỗi bằng cách giao lại lô sản phẩm mới, với giá chỉ bằng một nửa. Đối tác làm căng, vì lần này khách đặt đã đợi nửa tháng. Nếu không có hàng trong ngày hôm đó thì họ sẽ hủy đơn hàng.
Vậy tới khi lô sản phẩm mới về cũng không bán được nữa, chẳng phải họ sẽ lỗ hết sao? Giằng co một buổi sáng, cuối cùng đối tác hủy đơn hàng. Cả lô sản phẩm xưởng nhà hắn chịu lỗ hoàn toàn. Bố hắn vô cùng giận dữ. Ông xuống xưởng xem lại tất cả lô hàng vừa bị trả về. Quả nhiên là có lỗi. Lúc này Văn Phi không cách nào chối cãi được, chỉ có thể tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không nhìn ra. Giờ hối cũng không kịp nữa. Đối tác đó vốn là một nhà phân phối rất có tiếng trong khu vực. Sản phẩm của xưởng nhà hắn được bên đó nhập về khá nhiều. Hàng lỗi thì không phải không có, nhưng lỗi nhiều như vậy thì chưa từng xảy ra. Rất có thể vì chuyện này mà bên đó sẽ cắt giảm đơn hàng, hoặc tệ hơn là chấm dứt hợp tác. Tất nhiên bố hắn cũng không còn chút tin tưởng nào vào trình độ của hắn. Mặc dù vậy cũng sẽ không truất quyền quản lý. Ông muốn hắn phải học hỏi thêm. Đây cũng xem như một bài học đắt giá cho hắn, nhắc nhở hắn bớt tự phụ đi. Lô hàng tiếp theo là của một nhà tài phiệt đặt sản xuất riêng. Đó là bộ bình gốm 12 con giáp mô phỏng lại bộ bình gốm của đời nhà Thanh. Từ hình dáng tới màu sắc đều rất đặc biệt. Dù chỉ là hàng nhái nhưng công phu không kém gì hàng thật. Thực ra nhà tài phiệt kia đối với gia đình hắn lại có quan hệ làm ăn. Bộ sản phẩm này là quà mừng tân gia, giá trị không thể đong đếm nổi. Bố hắn chỉ định hắn phải tự mình vận chuyển lô hàng này tới bên nhà kia, vừa là để đảm bảo lô hàng đi đến nơi về đến chốn, vừa là để thuận tiện cho hắn ra mắt đối tác bên ấy. Việc này vô cùng đơn giản, rủi ro gần như bằng không. Văn Phi tự tin mình không cần đặt quá nhiều tâm tư cũng có thể thành công. Tối hôm đó Văn Phi chạy xe về Hải Phòng. Vì đường rất vắng vẻ nên hắn đạp sâu chân ga. Xe đang lao đi vun vút, bỗng điện thoại hắn reo lên. Màn hình hiển thị số của Thị Hoa. Hắn vừa nghe máy thì phía trước xuất hiện một người, cứ lừ lừ băng qua đường mà không để ý đến xe hắn đang chạy tới. Hốt quá, hắn mới đạp phanh, đánh tay lái vào lề đường. Xe hắn lao cả lên vỉa hè, sốc nảy mấy cái mới dừng lại được. May mắn trên đường không có xe qua lại nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Văn Phi chạy ra nhìn trước nhìn sau. Đường vẫn vắng hoe. Người vừa rồi đi qua trước mũi xe ấy vậy mà lại không thấy đâu. Dưới gầm xe cũng không có. Đây còn không phải khu dân sinh. Hắn cau mày nghĩ giây lát, xong đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn chui vào xe tìm điện thoại, gọi lại cho Thị Hoa hỏi thì cô ta chối, bảo đâu có gọi gì cho hắn, sao tự nhiên lại trách cô ta. Văn Phi điên đồ. Lúc đó cũng không còn sớm nữa nên hắn đành tiếp tục chạy xe. Tâm trạng không lấy gì làm thoải mái. Chưa hết, lúc tới nhà bên kia, hắn cầm bộ đồ gốm được bọc cẩn thận trong hộp ra. Rất nhiều khách quan có mặt ở đó tò mò muốn xem sản phẩm của xưởng gốm nhà hắn đặc sắc thế nào. Nhà tài phiệt không để mọi người phải chờ đợi thêm nữa. Ông ta mở hộp, trưng ra bộ bình gốm 12 con giáp vô cùng đẹp mắt. Nhưng vừa cầm lên, phần đầu con thú và cũng là miệng bình liền đứt lìa. Không những thế, cả 12 bình đều bị như vậy, và chỉ rời duy nhất phần đầu. Văn Phi tái mặt. Chẳng lẽ do lúc đó xe sóc, gốm nhà hắn trước giờ rất dày dặn, bảo quản lại kỹ càng, đâu có va chạm gì mạnh mà nứt được như vậy. Thê thảm hơn là nhà tài phiệt rất mê tín, hôm nay lại là ngày lên nhà mới của ông ta. Đây rõ ràng là điềm xấu, thậm chí là trù yểm ông ta. Khỏi nói cũng biết hắn đã phải khổ sở thế nào sau đó. Nhà tài phiệt tuyệt giao với gia đình hắn, một mối làm ăn lớn đổ vỡ kéo theo hệ lụy không lường. Thị phần gốm của xưởng nhà hắn biến mất khỏi khu vực Hải Phòng. Văn Phi đang trên bờ vực bị thu hồi quyền quản lý kinh doanh. Bản thân hắn cũng không tài nào bào chữa cho bản thân khỏi những chuyện vừa qua. Trước tình hình đó, gia đình hắn lại được mời đến tham gia lễ gọi thầu dự án gốm sứ Hà Nội do chính quyền thành phố tổ chức. Đây cũng được xem như là cơ hội đắt giá nhất của hắn. Trong thương trường thì ngoài tiền và quyền, yếu tố quan trọng tiếp theo chính là ngôn luận. Là người thường xuyên đi hội nghị hội thảo, nên Văn Phi đặt rất nhiều hy vọng vào lần gọi thầu này. Những chuyện không may kia đều là do ngoại cảnh tác động, còn lần này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của hắn. Quả nhiên, cái miệng của hắn rất được việc. Văn Phi tính ra cũng là người quảng giao, bạn bè trong ngành nhiều, dự án lần này khá lớn, cần nhiều nhà đầu tư chung vốn, hắn có thể dùng nó để phô trương thanh thế của gia đình. Thời điểm mở đầu, hắn dự trù sẽ góp 10-20% vốn,
đây là con số tương đối an toàn. Góp vốn ở đây không phải là dùng tiền mà là góp sản phẩm, hoặc thầu một giai đoạn nào đó trong quá trình hình thành dự án, ví dụ như gia công hoặc lắp ghép. Phan Phi chắc mẩm chuyến này sẽ lấy lại được chút danh dự của bản thân trong mắt bố. Hắn ung dung ngồi trò chuyện với mọi người, không để tâm tới cuộc gọi thầu đang diễn ra sôi nổi trên kia. Bỗng tiếng chuông thông báo kết thúc cuộc gọi thầu vang lên, sớm hơn dự kiến của hắn. Văn Phi có phần bất ngờ. Lúc nhìn lên màn hình lớn, hắn bỗng không thấy tên mình đâu. Ngay cả những cái tên khác cũng biến mất. Cả màn hình chỉ hiện lên duy nhất một cái tên. Đồng thời MC cũng đang xuống tên người trúng thầu. Một tổng giám đốc của công ty xây dựng nào đó trong miền Nam. Ông ta đã ôm 100% vốn của dự án. Văn Phi ngơ ngác nhìn. Hắn không tính tới là sẽ có trường hợp công ty lớn đứng ra ôm thầu. Nghĩ lại thì ở đây, ngoài những xưởng sản xuất, còn có rất nhiều đại diện công ty lớn nhỏ tham gia. Dù không phải tất cả đều chuyên về gốm sứ, nhưng bọn họ có thể đứng ra làm trung gian, nhận thầu với giá cao và thuê lại các bên liên quan để ăn chênh lệch. Đây chẳng phải là không thỏa đáng sao? Miếng ăn đến miệng rồi còn bị hất mất. Cục tức này, hắn nuốt không trôi. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và trong tập ngày hôm nay thì mình biết cái ả đàn bà kia tên là Thị Hoa. Và cái sự lưỡng lự ở trong cái suy nghĩ của bà Ngọc thì nói chung là bà cứ kiểu như là sợ các bạn. Thật sự khi mà vướng vào những chuyện như vậy làm sao mà không sợ được, mặc dù ban đầu rất là quyết tâm là phải trả thù rất là quyết liệt. Nhưng mà tự nhiên mình lại không có thấy cái gì hết. Bản thân của mình á thì tối lại ngủ không yên, luôn sợ sệt và có những cái triệu chứng bất thường, giống như là thuốc mình uống mà có phản ứng phụ vậy đó. Thành ra là phải sợ chứ chưa có thấy kết quả tác động gì hết. Nhưng mà những cái kết quả đó nó đang diễn ra hàng ngày, chỉ là Ngọc không có thấy thôi. Thành ra là Ngọc sinh nghi và Ngọc có chút gì đó ngờ ngợ và trùng chân. Ngọc đi tới tìm cô Đồng Linh thì chắc chắn một điều cô Đồng Linh cũng có dự đoán được những cái chuyện sẽ xảy ra là Ngọc sẽ có một cái gì đó thay đổi trong suy nghĩ á, rồi sẽ tìm tới cô. Nhưng mà cô nói rồi, 30 ngày sau quay lại gặp cô thì 30 ngày quay lại mới gặp được cô, chứ không là cũng không có gặp được cô đâu. Và cái nước đó nó có ảnh hưởng tới Ngọc, thì không biết cái sự ảnh hưởng đó sau này Ngọc có được gỡ hay không. Tại vì Bắp đang lo là từng người có liên quan tới cái vấn đề cái chết của ba của Ngọc sẽ lần lượt, mặc dù gián tiếp hay là trực tiếp thì đều sẽ lần lượt phải trả giá. Nhưng mà cái người mà gánh hậu quả cuối cùng lại chính là Ngọc khi mà Ngọc sử dụng cái bùa đó. Còn về phần của Thị Hoa và Văn Phi, ban đầu Bắp cứ nghĩ đâu là bà Thị Hoa bà bỏ bùa ông Văn Phi. Có bỏ bùa không ta? Không thấy bỏ bùa mà sao ổng lại thương bà dữ vậy? Thương thiệt sự nha. Kiểu đi tới thấy bà này bị tai nạn, chăm sóc mà lúc đó là mặt bả sưng vếu lên, sưng vù xấu xí. Chứ nếu mà thích về nhan sắc thì những cái khúc đó, những cái khúc mà phải chăm sóc mệt mỏi như vậy người ta sẽ không chăm sóc đâu. Ổng vẫn kế bên, dịu nhẹ với bả, chăm sóc cho bả. Rồi bả lầu bầu, bả giận cá chém thớt, ổng vẫn nhịn, ổng vẫn nín thinh, không có chửi lại. Chu lớp hả trời? Chẳng lẽ là chu lớp? Tình yêu đích thật hay gì? Mà tình yêu đích thực gì kỳ cục vậy? Người ta có gia đình rồi, có chồng, có con rồi. Thậm chí khi mà bà bị tai nạn, nhà chồng còn qua chăm sóc nữa mà. Vậy đó, mà ngoại tình một cách lộ lộ như vậy, ông Phi thì lại mê bà như điếu đổ như vậy. Hay là thật sự là bà có sử dụng bùa yêu ta? Nhưng mà bây giờ kiểu như là đang trong quá trình bị quật lại. Rồi khi mà miêu tả tới cái đoạn mà Ngọc tối nằm ngủ rồi cứ thấy giống như là hồn lìa khỏi xác á, thì có khi nào những cái mà Hoa thấy là cái bóng, rồi có người ngồi đằng sau, hai cái tay còn để trên đùi, rồi cái chân rung rung. Rồi những khi mà Văn Phi thấy có người đi ngang qua đầu xe của mình, thì khi đó kiểu như là hồn của Ngọc lìa khỏi xác và đi theo những người này, thành ra mới khiến cho họ nghĩ là họ thấy ảo giác, nhưng thực chất họ thấy cái hồn của Ngọc. Rất có thể là như vậy. Cái này là bóc đoán thôi. Và mọi sự việc sẽ thực sự diễn ra như thế nào thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc nhé. Bóc cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóc. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.